Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Hàn Thứ Biểu được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020. Theo đó, Chính phủ dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6-6,5%. Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương, nhất là các bộ cơ quan tổng hợp điều phối quản lý kinh tế vĩ mô, tiếp tục nhất quán quan điểm chỉ đạo điều hành, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng và phương án chỉ đạo điều hành đến cuối năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp và ý kiến tham gia bằng văn bản của các bộ cơ quan liên quan, hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, trong đó có dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6-6,5%. Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề xuất của Bộ Tài chính thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng một ngày. Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng một ngày. Mới đây, Ngân hàng Thế giới đã công bố chỉ số vốn nhân lực năm 2020 cho 174 quốc gia trên toàn thế giới dựa trên dữ liệu đến tháng 3 năm 2020. Theo đó, chỉ số vốn nhân lực của Việt Nam tăng từ 0,66 vào năm 2010 lên đến 0,69 điểm trong năm 2020. Chỉ số này cao hơn 56% mức trung bình của các quốc gia có cùng mức thu nhập. Tuy nhiên, mức chi tiêu công cho y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội của Việt Nam lại thấp hơn. Việt Nam hiện đang đối mặt với thách thức lớn khi tỷ lệ thấp còi tương đối cao, tương đương với 25 trên 100 trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, đặc biệt phổ biến tại các dân tộc thiểu số. Sáng ngày 18 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm 3 đồng lên mức 23.196 đồng một đô la Mỹ, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần là 23.892 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.500 đồng một đô la Mỹ. Còn tại các ngân hàng thương mại, đồng bạc xanh tiếp tục đi ngang khi hầu hết các nhà băng giữ nguyên giá mua bán đô la Mỹ như phiên trước đó. Khảo sát tại các ngân hàng có giao dịch ngoại tệ lớn cho thấy, sáng nay hầu hết các ngân hàng giữ nguyên giá mua bán đồng bạc xanh như phiên trước đó. Cụ thể, tính đến 9 giờ sáng nay, giá mua thấp nhất đang ở mức 23.047 đồng 1 đô la Mỹ, giá mua cao nhất đang ở mức 23.110 đồng 1 đô la Mỹ. Trong khi đó, ở chiều bán ra, giá bán thấp nhất đang ở mức 23.240 đồng 1 đô la Mỹ, giá bán cao nhất đang ở mức 23.289 đồng 1 đô la Mỹ. Lãi suất huy động có thể giảm từ 80 cho đến 100 điểm cơ bản trong cả năm 2020. Đó là nhận định của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCBS trong báo cáo nhận định về thông tư số 08 năm 2020, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 22 năm 2019, quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và vấn đề lãi suất. VCBS cho rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục duy trì trên lãi suất huy động. Lãi suất huy động đã giảm tương đối trong tháng 8 và ngay đầu tuần tháng 9 cũng chứng kiến các kỳ hạn đồng loạt giảm 5 đến 10 điểm cơ bản, đưa lãi suất giảm 65 đến 85 điểm cơ bản từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh thanh khoản dồi dào và nhu cầu tín dụng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh, VCBS duy trì dự báo lãi suất huy động có thể giảm 80 đến 100 điểm cơ bản tại các kỳ hạn trong cả năm nay. Theo thống kê, trong tháng 8 năm 2020, tổng giá trị đăng ký và phát hành trái phiếu doanh nghiệp đều tăng mạnh. Bất động sản, ngân hàng và dịch vụ là 3 nhóm ngành có tổng giá trị phát hành lớn nhất, với giá trị phát hành đạt 11.670 tỷ đồng, tương đương 10.038 tỷ đồng và 6.826 tỷ đồng. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, bất động sản tiếp tục dẫn đầu quy mô thu hút trái phiếu doanh nghiệp với 11.670 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 30,39% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành. Tổ chức tín dụng xếp thứ hai với 26,14% tổng giá trị vào mức 10.038 tỷ đồng. Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường giám sát liên thông trên thị trường tài chính để hạn chế giảm thiểu những rủi ro cho thị trường.
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 81 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163 nhằm nâng cao tiêu chuẩn điều kiện phát hành, khống chế khối lượng phát hành theo phương thức riêng lẻ, quy định khoảng cách giữa các đợt phát hành tối thiểu 6 tháng, chuẩn hóa hồ sơ phát hành, yêu cầu doanh nghiệp công bố thông tin cụ thể về mục đích phát hành trái phiếu, tạo điều kiện để nhà đầu tư trái phiếu giám sát, tăng cường chế độ công bố thông tin, báo cáo. Đồng thời, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tăng cường giám sát liên thông trên thị trường tài chính, đề nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý giám sát hoạt động phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường quản lý giám sát hoạt động phát hành giao dịch và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán. Theo Fingroup tính toán, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, doanh thu năm 2020 của khối doanh nghiệp niêm yết trừ ngân hàng dự kiến giảm 4,3% so với năm 2019, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2008. Fingroup tính toán dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của 1.682 trên 1.723 doanh nghiệp niêm yết, không tính nhóm ngân hàng trên thị trường chứng khoán. Danh mục của các công ty này tương đương 99,7% vốn hóa thị trường trừ ngân hàng niêm yết trên ba sàn HNX, HOSE và Upcom. Cụ thể, số liệu về chỉ tiêu kinh doanh năm nay của nhóm doanh nghiệp này cho biết doanh thu toàn khối dự kiến giảm 4,3% so với năm 2019, trong khi đó lợi nhuận sau thuế ước giảm mạnh 20,3%. Nếu theo đúng kế hoạch này, năm 2020 sẽ là năm đầu tiên cả doanh thu và lợi nhuận của khối doanh nghiệp niêm yết cùng suy giảm. Và đây sẽ là mức giảm sụt doanh thu lớn nhất của các doanh nghiệp niêm yết kể từ năm 2008, năm đầu tiên trong chu kỳ khủng hoảng 2008-2012. Tiếp theo chương trình là chùm tin vắn về hoạt động của một số doanh nghiệp. Công ty cổ phần nhựa Bình Minh vừa thông qua nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020. Theo đó, công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 28,4%, thời gian thanh toán dự kiến tháng 10 năm 2020. Công ty dự kiến sẽ chi khoảng 232,5 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinam đã thông qua việc trả cổ tức 40% bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền mặt trước khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Công ty cổ phần FPT cho biết doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 8 tháng đạt lần lượt 18.321 tỷ đồng và 3.343 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% và 11,7%, lợi nhuận sau thuế ở mức 2.785 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 1.194,2 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11% một năm, trả lãi 6 tháng một lần. Trái phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 200:1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là mùng 1 tháng 10, thời gian nhận đăng ký mua từ mùng 9 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11. Xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã ra phán quyết về khiếu nại của Trung Quốc liên quan đến các mức thuế bổ sung mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá hơn 250 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, Ủy ban chuyên gia do cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO thành lập đã ra phán quyết rằng các mức thuế bổ sung mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là không phù hợp với các quy định thương mại toàn cầu. Đồng thời, khuyến cáo Mỹ cần đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện các cam kết của mình. Tuy nhiên, dù phán quyết trên ủng hộ các khiếu nại của Trung Quốc, Washington có thể phủ quyết quyết định này bằng cách đưa ra kháng cáo trong vòng 60 ngày tới. Trong một phản ứng đầu tiên, Mỹ đã tuyên bố phán quyết trên là không công bằng và WTO đã thiên vị Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng 9 tới, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed James Powell sẽ điều trần trước tiểu ban chuyên trách các vấn đề về khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Hạ viện Mỹ về phản ứng của Ngân hàng Trung ương này đối với đại dịch này. Phiên điều trần trên sẽ đánh giá tình hình thị trường việc làm, nỗ lực phục hồi kinh tế của chính phủ Mỹ, mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với tình trạng bất bình đẳng và nhu cầu về gói kích thích tài chính bổ sung.
sau cuộc họp chính sách của Fed kéo dài 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Ông Powell cho biết sự phục hồi kinh tế Mỹ vẫn đang diễn ra, nhưng tốc độ dự kiến sẽ chậm lại, đòi hỏi sự hỗ trợ tiếp tục từ Fed và chính phủ Mỹ tăng cường chi tiêu. Fed cũng lưu ý rằng lộ trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của đại dịch COVID-19, bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra sẽ tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh tế, việc làm và lạm phát trong thời gian tới và gây ra rủi ro đáng kể cho triển vọng kinh tế trong trung hạn. Ngày 17 tháng 9, chỉ một ngày sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nhận chức, thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ nền kinh tế trong nước đang gặp khó khăn vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Kết thúc phiên họp kéo dài 2 ngày, Hội đồng Chính sách BOJ đã quyết định duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở mức khoảng 0%. Bên cạnh đó, thì Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm hỗ trợ vốn cho các công ty gặp khó khăn. Đối với chương trình mua tài sản, BOJ sẽ tiếp tục mua vào không giới hạn trái phiếu chính phủ từ các tổ chức tài chính và mua vào chứng khoán quỹ, giao dịch ngoại hối hay còn gọi là ETF ở mức tối đa là 12.000 tỷ yên, tương đương với 114 tỷ đô la Mỹ một năm. Trong thông báo phát hành sau phiên họp, BOJ cho biết nền kinh tế Nhật Bản đã bắt đầu hồi phục khi các hoạt động kinh tế dần nối lại, cho dù nền kinh tế vẫn đang ở trong một tình trạng khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết tỷ lệ ca mắc COVID-19 chưa xác định được nguồn lây đã tăng lên mốc cao kỷ lục mới, chiếm 26,4% trong tổng số ca mắc mới ghi nhận 2 tuần gần đây. Cụ thể, trong 2013 ca mắc mới, trong vòng 4 ngày qua, có 532 ca thuộc nhóm nhiễm bệnh, song chưa xác định được nguồn lây. Số ca mắc COVID-19 không thể truy dấu này ở mức cao chưa từng có kể từ khi KDCA bắt đầu thu thập số liệu vào tháng 4 năm nay. Tỷ lệ các ca mắc bệnh không tìm được nguồn lây đã chạm mốc 20% kể từ giữa tháng 8 vừa qua trong bối cảnh xuất hiện ổ dịch COVID-19 tại khu vực thủ đô Seoul có mật độ dân cư đông đúc. Thực trạng này đang đặt ra nhiều khó khăn đối với công tác phòng chống dịch bệnh tại Hàn Quốc. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, cơ quan giám sát tài chính nước này tuyên bố sẽ cho phép nhân viên các công ty tài chính được quyền tiếp cận mạng nội bộ từ xa, qua đó mở đường cho họ có thể làm việc tại nhà mà vẫn đảm bảo tính năng bảo mật. Tiếp theo chương trình là những thông tin cập nhật thị trường chứng khoán châu Á, tiền tệ, năng lượng và vàng. Đầu tiên, trên thị trường chứng khoán châu Á, Singapore, cổ phiếu ở châu Á-Thái Bình Dương chủ yếu giao dịch cao hơn trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giữ được mức tăng gần đây so với đồng đô la Mỹ. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cao hơn 1%, trong khi chỉ số Topic tăng 0,24%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,1%. Cổ phiếu tại Úc đã đi ngược xu hướng chung khi giảm, với S&P trên ASX 200 thấp hơn 1%. Nhìn chung, chỉ số MSCI châu Á xuất ngoại Nhật Bản giao dịch cao hơn 0,07%. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng trở lại sau khi Fed có những nhận định khá tích cực về nền kinh tế Mỹ và chưa đưa ra các biện pháp kích thích mới bởi các yếu tố cơ bản đang cải thiện. Fed kỳ vọng đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ từ cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ tăng tốc, với tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh hơn so với dự báo hồi tháng 6. Chỉ số đô la index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 92,89 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm vào thứ Sáu, tạm dừng sau 3 ngày tăng, khi các nhà sản xuất chuẩn bị trở lại hoạt động ở vịnh Mexico và dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Ả Rập Saudi tăng từ mức thấp kỷ lục. Dầu thô Brent giảm 6 sen xuống 43,24 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu WTI giao sau của Mỹ đã giảm 6 sen xuống 40,91 đô la Mỹ một thùng. Cả hai hợp đồng đã tăng mạnh trong tuần này khi cơn bão Sally cắt giảm sản lượng của Hoa Kỳ và đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần khoảng 9%, lần đầu tiên trong 3 tuần. Cuối cùng, trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng vào thứ Sáu khi đồng đô la trượt giá, trong khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ mờ nhạt và các ngân hàng trung ương lớn hứa hẹn sẽ triển khai thêm các biện pháp kích thích nếu được yêu cầu để hồi sinh các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cũng củng cố sức hấp dẫn của kim loại này. Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.951,13 đô la Mỹ một ao, sau khi giảm xuống mức thấp nhất một tuần trong phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ đã tăng 0,6% lên 1.960,80 đô la Mỹ một ao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hàn Thư Biểu trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.